đi nhưng mà bây giờ cái con bèo không bôi chéo ấy thì mấy hôm nay rồi còn thì ngủ thì mới năm rồi đi thử cái lần kia nha. Đi nếu như à đi lên coi nhìn coi, ồ không đi cứ đi vậy thôi đó hả? Dạ, nhưng mà đi chút xíu là phải mỏi chân không có đi được nữa. Đi qua kia tuốt kia nha. Đó, ô cha. Rồi. Đi cái kiểu này là bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm rồi hả? Ngồi đây. Sao? Biến máu mà. Thấy trói quá luôn. Xem một chân nặng. Nên đưa thầy chữa cho nó khỏi. Rồi giờ lên ở đây là ở đâu? Ở nhà? Ở cháu nó làm ở đây, con gái nó làm ở đây. Rồi giờ là quyết tâm là ở đây một tuần lễ học. Dạ. Học lên thầy chữa cho nó lên thắng. Lên mạng coi có nhiều khi lừa nhá. Bảo bị lừa nhưng em không tin lừa. Em mẫu đúng lắm rồi. Tại vì có cái chú áo trắng mà thấp thấp á. Chú cũng đi giống như em thấy thế là em mừng quá rồi. 6 tháng nay được cứ quay đi liên tục lên đây. Mà chưa có điều kiện đi hôm nay, chưa có điều kiện đi. Dạ, bước lên đây kéo. Chú coi bà cao được em. Rồi, thầy dáng đứng này, dáng đứng bên đầu rồi. Rồi, đây đây, mẹ ơi. Có chút xíu mà về chơi dây rồi đó. Bỏ cái này xuống cái. Đây. Trước đi bộ đội 1m56 bây giờ có 1m44 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 trời ơi hồi xưa 56 dạ. Bộ đội thì đi 56 mà giờ nó còng lưng quả lưng không biết sao mà thấy cái thầy trên mạng mà thích quá rồi mà sao thích quá phải không? Để làm như nha. Mỗi tắt chuông điện thoại đi mọi người đừng để điện thoại để tôi vuốt cái lưng nó cao lên liền nha. Rồi, bây giờ mà đi thử rồi hết rồi. Chưa hết ở đâu ạ? À? Chưa tin. Mình làm vậy để coi bạn có này. Bị kêu bằng cái gì đó. Tinh quá đó. Tinh quá đó vậy. Rồi, bạn để tôi bà đứng yên đó nha, để tôi nhìn bà. Tôi giúp cho bạn cái để cho bà đi đứng cho nó khác khác một chút để bà quyết tâm học để tôi còn sửa lưng cho bà nha. Rồi giờ ở nhà giữ cháu thôi. Bây giờ không phải giữ lại ở nhà chơi đâu. Trời. Tại vì thấy cháu đau, thấy đến mẹ bà đau đâu. Con có dám để cho bà trông đâu. Rồi yeah. Rồi giờ mấy đứa con? Dạ 5 cháu. 5 cháu. Rồi út cháu nó làm gì? Rồi nằm cái lưng khó chịu không? Dạ khó chịu lắm. Nằm không có được thẳng phải không? Dạ, nằm nó cong phải không? Rồi bây giờ ngủ công quen rồi giờ mốt ngủ thẳng sao đây? Mềm rồi lại. Ôi trời. Sao xương cốt rồi gãy hết rồi nè. Ôi. Giờ lên nằm đây. Nằm xuống. Thôi cái đầu quay đi. Rồi để coi bà lưng rồi đó, nằm rồi. Rồi cái đầu vậy là cấn dữ lắm em. Đó. Bây giờ rút lên cho nó quên luôn. Rút lên đây là ráng, dít lên. Đó, cái này không đã lỡ rồi. Ok. Chắc nhờ người nào mạnh mạnh lợi gì cũng dừng hay chứ dừng đấy. Em ngồi lên. Đó, ok, anh chị dừng đi. Để tôi chơi, cái này tôi giúp cho chị chuyển cái đi chứ chỉ còn ngồi học. Thấy không? Cái tướng này nó ốc cũng ác lắm đấy nha. Thích xích qua ba. Đấy. Đánh cho đừng nhìn cho bạn cái. Đó. Thôi. Rồi. Thôi vậy rồi. Nằm yên. Quay vào cái này. Bây giờ thấy bớt cảnh nhìn. Ra. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Lên chết. Đó. Quay vào kia. Hả? Rồi, nằm thẳng lên. Giờ mình thấy sao đây?
Làm vô quán chơi à, biểu Vũng Tàu. Vũng Tàu. Rồi nha. Rồi nằm sắp lại. À, thôi hai tay xuống xuống. Hai tay sẽ xuống xuống. Ôi. Bây giờ thấy nghe khác chưa? Khác phải không? Ok, sửa cái từng cái cho bà biết tay. Hồi nãy là làm nhẹ thôi. Bây giờ cũng nhẹ thôi. Đứng dậy đi. Đây mà đứng dậy mà đi được là được, còn đi không được là thôi rồi. Rồi đứng qua đây. Đi qua đây. Đi qua đây. Rồi đó đó. Rồi, đếm vô. Đếm vô. 1m47 rồi nha, lên được 3 cm. Cái vụ này mới nha. Rồi. Bây giờ mà đi tới lui mà thấy khác rồi đó. Tay khác mà phải giữ à. Xì, xì. Cái gì? Đỡ hẳn. Rồi. Anh xuống. Mà lấy nó hồi xưa. Em nhà không có thầy nó xuống. Sao rồi? Đỡ quẹo à. Đi thì đỡ nhưng mà nó bỏ ra bánh nướng cừu. Tại vì cái bụng này nó sẽ đi tận rồi. Không, eo gì mới tốt. Để không, nằm xuống đây. Nằm xuống đây. Ở bên đây nó đẩy qua lòng mông này phải không? Rồi nằm xuống đi. Hôm đâu nhìn thấy thầy sửa cho cô chú gì trắng trắng, áo trắng. Là biến trên vai. Mà cái khổ dữ lắm. Thầy mong đẹp phải không? Xích lên chút. Rồi. Còn gu 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 gu. Gu. Nặng nghiêng ra chút xích đi. Đó. Gu. Đẩy cho nó gãy luôn. Rồi. Cứ chạy đi. Cứ sợ gãy. Cứ sợ gãy. Bởi vậy không? Rồi đi đi. Chút. Hơi buồn đấy. Thôi, 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 đi, nghe lên. Đó, rồi, ngồi đi. Đi thôi chứ. Nửa, là mới còn nửa thôi. Thường là chứ, mà giữa cái hết đi luôn, cái là đi mất luôn, không chịu học. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.